Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đây là tượng Chúa Jesus gỗ hóa thạch, tác phẩm có kích thước dài 9, rộng 7, cao 15 cm. Khối lượng 550 g. Các bức tượng hay phù điêu gương mặt của Chúa Jesus thường thấy ngài đội mão gai, thoạt nhìn, người xem sẽ thấy gương mặt của Chúa khắc khổ và cam chịu. Tuy nhiên, ẩn sâu trong sự khắc khổ và cam chịu đó, những người theo đạo Thiên Chúa sẽ nhận ra đó là một tình yêu bao la vĩ đại vượt trên mọi thứ tình yêu của người trần bởi vì chúa đã chấp nhận hy sinh thân mình để cứu rỗi mọi người để con người được sống hạnh phúc bình an người theo đạo thiên chúa tin rằng khi để tượng gương mặt chúa gần mình như trên bàn làm việc trong phòng sẽ đem lại cho họ một cảm giác bình an đồng thời nhắc nhở họ về sự hy sinh chính sự hy sinh sẽ đem lại cho chính họ và những người xung quanh sự bình an hạnh phúc và yêu thương nhau hơn để biết thêm thông tin về giá sản phẩm quý anh chị vui lòng truy cập link về website ngọc thạch thảo bên dưới phần mô tả